Thưa quý vị, trước sự phát sinh ca nhiễm mới từ ngày 28 tháng 8 ở tầng 2, đến nay đã có 17 ca dương tính mới liên quan khu A chung cư E2 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế tại đây. Chung cư E2 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có 7 tầng với gần 90 hộ dân đang sinh sống. Các ca dương tính với COVID-19 được phát hiện đều ở tầng 2. Đây là chung cư phát hiện nhiều ca nhiễm nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay. Các trường hợp F1 liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ khu A, chung cư E2 Hòa Xuân nói riêng và các khu chung cư khác trên địa bàn. Coi như là cả cái tòa nhà này là thành khu cách ly. Để mình có cái ứng xử, vì đằng nào bây giờ mình cũng phải lo cung ứng lương thực thực phẩm cho họ, rồi các cái điều kiện khác và các đồng chí xét nghiệm theo của cái cách của một cái khu cách ly. Nhưng mà riêng về giám sát thì các cái phòng, các tầng là bây giờ các đồng chí đi trăng rơi để cho người dân người ta thấy ý thức là người ta không ra khỏi nhà được. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quận Cẩm Lệ cần tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu, nâng cao nhận thức về việc phòng tránh lây nhiễm chéo trong các khu chung cư, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các khu chung cư trên toàn thành phố.